mọi người, chào mừng đến với kênh của mình, kênh Kelly Cuộc Sống Mỹ. Đó, thì hôm nay mình đi Ross với mẹ. Thì ở clip này thì mình tiếp tục quay cho mọi người xem về các vật dụng trong nhà. Bếp, những vật dụng trong bếp, những cây lau nhà, cái chổi hút rác, bình ấm nấu nước nè, nồi nè, chảo nè, và có cả những chai nước lọc nữa. Đó, rồi cái đồ để nấu ăn. Nấu bánh. Một ong vanilla để nấu bánh nè. Rồi cái tiêu. Rồi ớt. Ớt mẻ. Chili các kiểu. Đó, gia vị đầy đủ. Thớt nữa nè, kéo nữa nè. Mọi người xem clip và nhớ bấm subscribe, đăng ký ủng hộ kênh mình nha. Nhớ bấm đăng ký, like, share, ủng hộ kênh mình. Đó, đây là chuỗi. Chuỗi này chắc quét ở ngoài đường, chứ quét ở nhà đâu có được. Chuỗi quét lá đa. Cái thau này to quá. Chắc là để trộn đồ ăn, rau hay gì đó. Các cái đồ nhựa, các hộp nhựa nè, rồi đó, còn đây là những cái xẻng để chiên cơm, nấu ăn, chiên xào.